future time when I have attained unsurpassable, ultimate, and perfectly complete enlightenment, having come to a full awakening. Then may the light of my body make brilliant, stable, and especially radiant the realms of this universe that are numberless, immeasurable, and beyond any count. May all sentient beings be adorned with the 32 marks and the 80 characteristics of a great noble being. Thus may all sentient beings become just as I am. So he prayed. Mahabhikanti Ranza Samogadi Soha. At a future time, when I have attained unsurpassable, ultimate, and perfectly complete enlightenment, having come to full awakening, may my body resemble precious lapis lazuli and be fully adorned with utter purity within and without, a radiant clarity free of stains, a great agility in all things, blazing glory and brilliance, physical symmetry, and a filigree of light rays brighter than the sun and moon. For those born within this world, and for those who have gone their separate ways into the dark of the dead of night, may my light come in all directions, bringing happiness and contentment. May it also bring about virtuous activity. So he prayed. Mahabhikanti Ranza Samogadi Soha. Con nay tắm gội chư Như Lai, tình trí công đức trang nghiêm tụ, nguyện các chúng sanh đời năm trường mau chứng Như Lai tịnh pháp thân, giới định tuệ giải trí kiến hương, mười phương Phật độ luôn vạn quốc. Nguyện khói hương này cũng như vậy, vô lượng vô biên làm Phật sự, cũng nguyện ba đường khổ ách dừng, trừ sạch nghiệp não được mát mẻ, đạo tâm vô thượng đều phát khởi, vĩnh rồi sông ái lên bờ kia. Nam mô Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, Nam mô Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, Nam mô Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai. Mahabhikanti Ranja Samogadi Soha.